các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. hậu nhân đã quên nã phu rồi sao? ngài ngài nà. hai quốc lão tổ của thanh long của quốc ta, thanh long thượng nhân. Tiêu trần bất hiếu bái kiến Lão Tổ Bổn tòa đã thức tỉnh từ mấy năm trước rồi Phát hiện người chính là quốc vận chế tử của thanh long cổ quốc hiện giờ Đã truyền vào cơ thể của người không ít long khí Không ngờ rằng đã hao phí tâm sức Lão Tổ, ngài là chuẩn trí tôn Thiếu một chút nữa là đạt đến trí tôn cảnh Vừa rồi tại sao lại không trực tiếp giết chết quân tiêu giao Hồ đồ, chưa nói đến hiện giờ thực lực của Lão Phu Còn chưa bằng một phần mười của trước đây chỉ nói đến tên quân tiêu giao đó ngươi có biết hắn là ai hay không không phải chỉ là đệ tử của hoàng châu quân gia hay sao ừm từ nhỏ người đã có thiên tư xuất chúng lại bị nhốt ở một nơi nhỏ bé này tin tức còn chẳng nhanh nhạy bằng lão Pô, một nguyên thần ở trong nhẫn này nghe đây quân tiêu giao chính là thần tử của quân gia xếp thứ tự xếp thứ tự dưới cùng không lâu trước đây lão tổ của quân gia vừa giết u long trí tôn cùng ra với bổn tọa quân gia đời đời đều có kẻ điên nếu như ra tay với hắn chưa đến nửa ngày thanh long của quốc sẽ bị quân gia san thành bình điệm đây chẳng phải là đời này ta không thể là báo thù rửa hận hay sao Đừng là nông người thân là quốc quân tri tử bổn tòa đương nhiên là sẽ không để ngươi chịu kết cục ảm đạm mặc dù kinh mạch cả người của ngươi bị phế nhưng đại phúc họa đan sen bổn tòa truyền công pháp thanh thiên hóa long quyết chuẩn trí tôn cho người thanh thiên hóa long quyết bất phá bất nập thù lớn hôm nay tất phải khiến cho tên quân tiêu giao đó trả giá gấp trăm lần. Vài tháng sau, chỉ mấy ngày ngắn ngủi đã tăng đến thần kiêu cảnh đại viên mãn, tốc độ tu luyện của công tử quả thực là khiến người khác phải kinh ngạc. Tốc độ này đã tính là chậm đối với công tử rồi. E là tu luyện lục tiên kiếm, lục tiên kiếm quyết sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Hai người các cô tìm ta có chuyện gì? Quân gia truyền tin là tin tức mà triệu kiếm công tử truyền đến. Triệu kiếm công tử là ai thế nhỉ? Ồ, là cái tên lông mày rộng đó à? Triệu kiếm công tử, triệu kiếm tộc huynh tìm ta có việc gì đọc đi. Vâng. Kính khởi thân tử. Kính khởi thân tử, là nguyên đạo châu xuất hiện dị tượng có khí tức của trí tôn an tràn nếu không có gì bất ngờ thì đây là nguyên thiên trí tôn bí tàng xuất thế đặc biệt thông báo trượng kiếm thân gửi quân trượng kiếm hắn còn khá là khách khí với ta nhỉ hình như là vì chuyện của lam thanh nhã hắn cảm thấy ngài đã giúp hắn giải vây thế nên muốn buột muốn báo đáp ngài nếu đã là ý tốt của tộc huynh vậy thì ta sẽ nhận lấy chuẩn bị xe ta muốn cưỡi long ngựa long ngựa liễn đến nam nguyên đạo châu tuấn mệnh quốc chủ thế nào rồi hồi công tử sau khi phụ vương uống bất tử dược xong thì cơ thể đã không còn gì đáng ngại nữa lúc này đang mượn dược hiệu của bất tử dược để bế quan thử đột phá thánh cảnh vậy quốc chủ gây chơi xương đó vậy mà là chuẩn thánh đúng là không đánh giá ai qua vẻ bề ngoài được xem ra lần này cô không thể nào đồng hành cùng ta rồi xử lý quốc sự cho tốt tương lai sẽ có nhiều cơ duyên hơn nhớ kỹ tuyệt đối là không được kiêu ngạo nhưng mà phải cứng cỏi nếu có chuyện gấp thì cứ truyền thơ cho linh lùng quân tiêu giao ta tuyệt đối sẽ không có đạo lý bị người khác xỉ nhục vâng ba ngàn đạo châu hỗn châu địa vực nghèo nàn thổ phỉ hoành hoành yêu thú oanh tàng đã khiến cho nơi đây trở thành một vùng đất bị bỏ rơi đại hoàng tử của thanh long cổ quốc tiêu trần thanh long ti thiên thủ không thể chỉ vồn vẹn vài ngày mà đã tu luyện thanh thanh thiên hóa long tới tầng thứ 4 rồi Tô vi đã thăng lên thần kiêu cảnh trung kỳ không hỏi là quốc vận chi tử của thanh long cổ quốc ta vẫn còn phải đa tạ lão tổ đã chỉ điểm Đứng lại đó Mỹ nhân à chạy đi đâu thế Ở trong phạm vi của hỗn châu Vẫn còn chưa có ai có thể thoát khỏi ma lang, đạo, ma lang đạo của chúng ta đâu đấy Là tên ma lang đạo Đang có chút danh tiếng ở hỗn châu gần đây Xem khí tức tu vi của tên kia đã đạt tới quê nhất cảnh rồi Thần kiêu đại thành Linh nhục tương hợp Viên dung quy nhất Có một thần tu vi thế kia lại cam tâm ở lại mảnh đất hoang vu này xa đoạn. Đáng chết. Nếu như ta không thể nào dùng được công pháp tu vi, há có thể để cho đám các người lần na tới đây được. Mỹ nhân à, làng hãy ngoan ngoãn mau trở về cùng ta đi. Một đám tiểu tặc cút mau đi cho ta. Ở đâu ra? Tới tiểu tử thế này, nại dám quản chuyện của ma lang đạo tam, cút, tiểu tử người đáng chết, nại dám ra tay với lão đại, chịu chết đi thằng ngu. Cô không sao chứ? Người là ai? Tiểu tử, nữ tử này sợ là có chút nai nịch. Trên người của cô ta có pháp bảo có thể ngăn cho ta do thám. Hẳn là thiên tri kiều nữ của bất thủ đạo thống. Kết quả hệ tốt với cô ta, kết quan hệ tốt với cô ta rất có lợi cho tương lai sau này của người tại hạ tiêu trần thanh long cổ quốc tiêu trần cô đường nếu muốn rèn luyện ở côn châu có thể đi đến sân mạch phía đông nam nơi đó có yêu thú nạc đàn dễ đối phó hơn so với đạo đạo phỉ thường nuôi tới hoang mạc chút ít tiêu trần hình như là tên của đại hoàng tử thanh long cổ quốc nô gia vũ minh nguyệt na tạ công tử cứu giúp Minh Nguyệt cái này cho cơ. Đá ta. Đoạn đường này may mà có người giúp đỡ. Ô nhìn cái gì vậy? Tiện nhân bãi ngọc như kia vứt bỏ mình. Không ngờ lại để cho mình gặp được người tốt hơn. Chẳng lẽ đây là số mệnh đã định trước? Ta chỉ đang nghĩ về vị hôn thê phụ lòng kia của mình. Phụ lòng, có lỗi khổ tâm hay sao? Minh Nguyệt có chỗ không biết. Chuyện là thế này, trên đời vậy mà có chuyện vô lý như thế Vì thế ra công tử Của hôn thê người đến tột cùng là người phương nào Nói cho ta biết Ta đi giúp người đòi lại công đạo Minh Nguyệt không cần phải tức giận Thù của ta ta phải Phải tự do ta đi báo Sao có thể dựa vào người khác Không cần nhiều lời Chuyện của người chính là chuyện của ta Mặc kệ thù của người Mặc kệ kẻ thù của người có ra thế gì Ta đều không sợ Nếu hắn dám cả gan tiếp tục lấy thế áp người Vũ Minh Nguyệt ta nhất định là phải cho hắn biết cái gọi gì, cái gì gọi là hối hận. Cô quá kích động rồi, ăn chút gì trước đi. Lần này có trưởng công chúa, bàn vũ thần triều tương trợ. Quân tiêu giao, ta xem ngươi còn có thà đắc ký bao lâu. Ngài không sao chứ? Không sao, chắc là có người đang tính kế sau lưng của ta. Nhấn tiền, chúng ta đến Lam Thiên thành rồi. Làm Nguyên Đạo Châu, Đạo Cực Thiên Tông, Lam Thiên thành. Ờ lão nhiệt thật. Đệ tử quân gia, bái kiếm thần tử. Lông mày dâm là quân trượng kiếm, tộc huynh không cần phải đa lễ ta và huynh đầu nào đệ tử quân gia cần gì phải xa lạ như thế thần tử lại khoan hậu như thế bất kể hiềm khích lúc trước trượng kiếm tộc huynh xin hỏi vị tiền bối này nè nã vô là đạo nhân của đạo cực thiên tông thần tử quân gia đích thân đến đạo cực thiên tông ta có thể nói là sinh huy cho kẻ hèn này có thể nói là sinh huy cho kẻ hèn này Nã đạo nhân của đạo cực thiên tông Nghe nói vị trí trên tông chủ Làm phiền tiền bối tự mình nganh đón Tiêu giao thẹn không dám nhận Thần tử không cần phải khách khí Náo đạo đã chuẩn bị sẵn chỗ ở Thần tử mời qua bên này Ngày này các ngươi có thấy thần quân Thần tử của quân gia hay không Thần tử 10 tuổi hôm ấy một mình giết chết ô Long Chí tôn ấy à Trông cũng khá là tuấn tú nếu ta mà là phụ nữ thì gả cho hắn luôn rồi Nam nữ đâu quan trọng Cứ lên đi Yêu dao công tử vừa nhìn ta một cái Vớ vẩn rõ ràng là đang nhìn ta Xem ra tối nay Sẽ có rất nhiều cô lương không thể nào ngủ được Hỏi thế gian tình là gì Lại khiến cho người ta say đắm như thế Huyết nệ tương tư Bất tận ném đậu đỏ Xuân miễu lở không hết Xuân hoa mãn hoa lầu Quân tiêu giàu Người 10 tuổi mà đã hiểu hết Sợ giao tiếp Tộc huynh, quân gia chúng ta lần này có những người nào? Quân gia trừ ta và tuyết hoàng tộc tỷ, còn có bạn kiếp tộc huynh được nguyên thiên trí tôn lệnh. Bạn kiếp tộc huynh, xếp hạng năm của quân gia, cũng có tham gia yến tiệc 10 tuổi của ngài. Bạn kiếp tộc huynh thân mang lôi kiếp chiến thể. Hắn ta có vẻ không đồng tình với xếp hạng ở trong danh sách của ngài cho lắm. Thần tử vẫn nên cẩn thận thì hẳn, Ừm, cũng không phải là không thể nào hiểu được tâm tình của vị tộc huynh này. Dù sao mình yêu tú như vậy, bị ghen tị là rất bình thường. Yên tâm, tất cả mọi người nào huynh đã đồng tộc, chỉ cần hắn không ở sau lưng ám toán ta. Ta vẫn ta vẫn sẽ rất động rộng lượng. Thần tử quả nhân là rộng lượng. Đạo cực thiên tông phong khách. Chuyện gì? Đại nhân, hắn đến rồi Tùy tùm của người đứng thứ năm trong danh sách Hắc vân tộc, hắc thổ Hờm, ừ, quả nhiên là đến rồi Ta biết hắn đã sớm có được Nguyên thiên trí tôn lạnh từ chỗ của quân trượng kiếm ngài không ngờ quân trượng kiếm lại chủ động đi lấy lòng cổ hắn Đá mũi châu cổ đạo cực thiên tông mù hết cả rồi Một tiểu tử mới ra đời Làm sao có thể so sánh với đại nhân Không ai sinh ra đã cao cao tại trường Ta sẽ chứng minh cho toàn bộ quân gia Hồng Châu Tổ Long Sao. Bích trì bái kính tiền tổ. Bích trì, lúc trước nguyên thiên trí tôn ngang ngược bá đạo, cướp đi vài bộ long cốt viễn cổ giá trị vô lượng từ tổ long sao của ta. Lần này bí ta mở ra, người đi đoạt lại long cốt đó đi, Vâng, bích trì tuân lệnh não tổ Nhất định là sẽ mang long cốt viễn cổ về Đúng rồi, phải cẩn thận thần tử của quân gia Lần này bí ta mở ra Không chừng hắn cũng muốn tham gia tranh phòng Thần tử của quân gia Mạnh đến vậy sao Sau thương long cổ hoàng long lữ Long bích trì Hắn có thể dễ dàng đánh bại long hạo thiên Người nói xem Nhưng mà long hạo thiên chỉ dung hợp một viên long nguyên Ta đã luyện hóa hai viên Ta mạnh hơn long hạo thiên rất nhiều Tóm lại cẩn thận là trên hết lệnh bích trì cáo lùi. hai nhớ thương lòng của hoàng nhất mạch của ta vốn có một hậu nhân đích nữ bị phong ấn ở trong nguyên thần hiện giờ lại mất đi tung tích thành thiên hóa long quyết hoàn chỉnh cũng theo đó mà biến mất nếu có thể tìm được hậu nhân đích nữ kia để cho nó phá phong xuất thế vậy thần tử quân gia tính là cái gì long cốt viễn cờ đúng vậy nguyên thiên trí tôn lý ngờ lại ở Lam Nguyên Đạo Châu đã hiện thế. Nguyên Thiên Chí Tôn năm đó cướp vài bộ viễn cổ long cốt từ tổ long sao. Người nhất định là phải lấy được nó. Phải đi rồi sao? Ừm. Nguyên Thiên Chí Tôn bí tàng hiện thế, ta phải đi tìm cơ duyên. Vậy thì đi đi cẩn thận một chút. Minh Nguyệt. Cuối cùng sẽ có một ngày. Ta sẽ đến bàn vũ thần triều cưới cơ, Tiêu Trần ta nói lời giữ lấy lời Quyết không nuốt lời Tiểu tử này Nói cái gì không biết Biết rõ là chúng ta không thể Thật là vô vị Đã mấy ngày rồi nguyên thiên trí tôn bí tàng sao vẫn còn chưa mở vậy Thần tử đừng gấp Còn vài ngày nữa bí tàng mới mở Lần này do Lam Cực, do Lam Cực Tông dẫn đầu Trường não của các tộc liên hợp dự định xây dựng nguyên thiên trí tôn bí tàng thành nơi dân diễn luyện thế hệ trẻ cho nên cần một khoảng thời gian không có chuyện khác có thể làm hay sao không phải là công tử muốn học đàn hay sao vừa hay lần này tuyết phượng đại nhân cũng ở đây chị bằng xin giao cho cô ấy chỉ giáo hả tộc tỷ tộc tỷ giỏi đàn so với những kiều nữ của tiên vũ cầm tông thì không đáng để nhắc tới chỉ có thể nói là tiêu khiển không sao không sao dù sao cũng chắc chắn là mạnh hơn ta tộc tỷ dạy ta với ta ta biết rồi nếu thần tử không chê thì xin khoe xấu được thôi hóa <laughs> ra thần tử là tính cách như vậy sao khi lên chính trực vẫn sẽ chính trực chờ tiểu thư cô quay như đã hỏi đúng người rồi đặc sản của nguyên đạo châu bọn ta chính là thanh tâm linh cha Bào miệng trong chéo ngọt ngào dư bị kéo dài Chỗ ta vừa hay có một hộp trà ngon vạn nằm giá trị Không cần nói nữa ta mua Không thiếu tiền <laughs> Xin nói thanh tâm minh trà vạn năm này ta lấy rồi Ông chủ Còn chỗ nào có thể mua được minh trà vạn năm này Chuyện này Trà trên con phố này ta muốn toàn bộ thích trà như vậy sao chẳng lẽ các hạ là đạo hữu của quảng cực của quảng cực đông châu trong truyền thuyết thất kính thất kính không phải chứ sao những nhân này lại hoàn toàn không bị khiêu khích vậy loại khiêu khích thiểu năng như này đã từng quen này cứ có cảm giác nhớ tới vị cố nhân nào đó khiêu khích quý nữ quân gia như vậy người là không muốn sống nữa sao Dơ, yeah. người này là người đi theo quân bạn kiếp, là tới đây cô ý nhắm tới cô, cũng đoán được đại khái rồi, hạng 10 quân trượng kiếm, nghe nói người vì nữ nhân đó mà bị quân tiêu dao đập một trận, bây giờ lại muốn đi ngược lại làm chó liếm cho bọn chúng hay sao? biết danh hiệu của ta còn dám khiêu khích là ai kêu người làm như vậy quân vạn kiếp nhanh quá rốt cuộc là xếp thứ bao nhiêu của quân gia mình căn bản là không phải đối thủ có điều người đã biết đại nhân của ta lại còn dám khoa trương như vậy sao quân trượng kiếm tốt xấu gì người cũng là hạng 10 của quân gia bây giờ lại giống như là một con chó ngoan ngoãn vẫy đuôi lệnh hót quân tiêu dao tự cam xa ngã như vậy chỉ bằng lúc còn sớm dỡ thứ hạng thân phận xuống thế nào Quân vạn kiếp Rốt cuộc ngươi muốn làm gì Làm gì Nhẹ nhàng giáo huấn tộc lệ không Không lên thân mà thôi dùng kiếm bổ đôi sấm xét cũng đúng nếu ngay cả chút bản lĩnh này cũng không có làm sao có thể trở thành danh sách quân gia đáng chết ra tay tàn nhẫn như vậy nếu như đạo đôi này đánh vào quân linh nùng mạng của cô ấy khó mà giữ được quân vạn kiếp người định gà nhà đá nhau vào lúc này hay sao để người khác chê cười hay sao gà nhà đá nhau đây chỉ là lời cảnh cáo của tộc huynh đối với tộc đệ trở về đấu cho quân tiêu giàu sau này hắn làm việc khiêm tốn một chút nói cho các người biết đại nhân nhà ta mới là trụ cột thế hệ mới của quân gia. Im đi hắc thổ, đến lúc đi rồi Vâng, đại nhân. Chết tiệt. Người ổn chứ? Lúc mình bị đánh, cô ấy vẫn còn mua trà cho thân tử. Mặc dù sớm biết như vậy, nhưng mà trong lòng vẫn có chút mạnh nghẽo. Không có gì cả, chỉ là có chút tê dại mà thôi muốn nói với thần tử hay không? quân tử báo thù không qua đêm, trực tiếp đánh hắn đi. Quên đi, ta nắm rõ tính tình của thần tử. Bí tàng sắp mở ra rồi, vẫn là không nên nội đấu thì tốt hơn. người thay đổi lớn quá đấy. cái gì âm thanh này là gì? lẽ nào là thần tử đang đánh đàn? Làm tấu một khúc đông phong phá Là ai đang dùng cổ cầm Thấy chưa ta biết mà Ồ các người về rồi à Đi đâu thế sao sao ta không thấy Bọn ta đi mua trà cho thần tử Đây là đặc sản của Lam Nguyên Đạo Châu Tộc Huỳnh Huỳnh đã đánh nhau với ai Hả Nồi điện chi lực ứ động ở trong kinh mạch chính hắn hình như cũng không phát hiện. Nếu như không xử lý, chỉ sợ sẽ tạo thành nội thương không thể nào cứu vãn. Tộc huynh, cắn chặt răng. Linh cảm xấu. Đây là lôi của quân bạn kiếp lại trôn giấu ở trong kinh mạch của ta khốn kiếp. không còn dạ, không còn cảm giác tê dại nữa là thân tử đã dùng minh khí khơi thông kinh mạch tộc quy nhà ta nói với anh một lần cuối cùng nghĩ kỹ này trả lời ta ai đã làm huynh bị thương đại nhân thực lực quan tuyệt thiên hạ vì sao không trực tiếp đi chấn áp quân tiêu dao quân tiêu dao thân mang hai loại thể chất mà hoang cổ thánh thể và trí tôn cốt không thể nào kinh thường hướng hồ bí tàng sắp mở ra đánh nhau với quân tiêu dao chỉ ảnh hưởng đến trạng thái của ta đến lúc đó chỉ sợ còn có thể bị những tộc não kia chi trích Thơm, bấy nợ mất chó nhìn người thấp kém kia Lên quân tiêu dao có đầu óc Cũng sẽ đợi sau khi bí tàng kết thúc mới đến tìm ta Nhân hoa ngắn Người như ta chưa bao giờ nhớ thù qua đêm Nếu có người đắc tội với ta ta sẽ đánh lại ngay tại chỗ. Thần tử. Cũng bởi vì sẽ biến thành như vậy, ta mới không muốn nói. Quân tiêu giao, ngươi đây là có ý gì? Ta mới nên hỏi ngươi là có ý gì, bí mật khởi động ở đây. Ngươi thật sự đã ra tay với huynh đệ đồng tộc. Ai cho phép ngươi lá gan đó? Chỉ là dùng một chút hình phạt, cũng không phải thật sự là làm gì hắn. Đường đường là thân tử của quân gia, khí lượng lại nhỏ như vậy. Người nói đúng. Không hay rồi. Chỉ là một chút hình phạt mà thôi, cũng chưa ảnh hưởng tới tính mạng của hắn. Chắc hắn là phải dựa vào khí lượng của tộc huỳnh Ta cũng không ngạc nhiên. Quấn tiêu dao bắt hoang tinh nô trưởng Ngoại ta đến tiếng như vậy bản thân lại đang phát điên loại chó má gì thế đã nhân đáng ghét đi chết đi hắc vụ hóa thân lò luyện địa ngục. Đây, đây là cái gì? Không. Dừng tay. Ta tu trí tôn pháp là có lôi kiếp chính thể. Thay trời hành động, kiểm soát vạn đạo lôi kiếp. Bắt nôi cấm tuyệt. Hoàng lôi thần, thay trời hành đạo người cũng xứng. Bình phạt quyết. Chân nông khốn thiên thuật. ỉ mạnh hiếp yếu, nhất định là sẽ chết. Nhất định là sẽ chết không tha. Hãy suy ngẫm đi, Không, kiểu ta bởi. Khốn kiếp. Chết tiệt. Nếu cho ta thêm 15 nữa Ta à, sao có thể? Kỳ nạ, vì sao mấy huynh luôn cảm thấy chỉ cần 15 khổ luyện là có thể vượt qua đệ? Ngay cả khi đệ mới 10 tuổi, mà huynh cũng chẳng đánh nổi nại đệ. Quân tiêu giao chỉ mới 10 tuổi. Vậy nạ nghĩ rằng có thể đánh bại đệ lúc 20 tuổi hay sao? Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại có động tĩnh lớn như vậy? Chú ơi, nhà đã tan thành mật đống rồi. Hình như là một chiến, hình như là lộ chiến của quân gia. Cuộc chiến có vẻ rất là khốc liệt. Không tốt, mọi người bắt đầu tụ tập lại bên này cứ tiếp tục như vậy quân gia sẽ trở thành trò cười mất thần tử xin hãy tốc chiến tốc thắng biết rồi tộc huynh Đệ đắc tội với huynh sao vì lòng tự tôn hèn mọn của huynh có đáng biến chuyện trở nên ngu xuẩn như này hay không chúng ta là đồng tộc là huynh đệ không phải kẻ địch chúng ta nên nắm tay cùng nhau tiến lên chứ không phải là chém giết lẫn nhau quân gia chưa bao giờ huynh là phụ hệ sinh thành chưa bao giờ được quân gia đối xử tử tế cho nên huynh ghen tị với đệm cảm thấy ta là một phế vật với tài nguyên trồng chất căn bản kém so với huynh cho nên đây chính là lý do mà huynh nghỉ mạnh hiếp yếu ta tay với huynh đệ đồng tộc hay sao chỉ với cái bụng già hẹp hòi của huynh cũng xứng tự xưng thay trời phạt đệ hay sao hiện tại để cho huynh hai lựa chọn thần phục đệ trở thành nô bậc cổ đệ hoặc là chết người người muốn giết ta sao lại không chứ? Cho dù là ta giết người, nghĩa quân gia sẽ trích phạt ta hay không? Dù sao huynh cũng không quyền không thế, còn là một tên cặn bã có ý đồ mưu hại đồng tộc huynh đệ. Ngươi quỳ xuống. Ta cho Huỳnh 3 giây để suy nghĩ. Ba. Ta, ta sẽ chết sao? Chết ở đây như vậy sao? Tiểu tứ kia thật sự là sẽ giết ta sao? hai chết tiệt huỳnh chết tiệt một quân bạn kiếp nguyện thần phục công tử sớm biết có ngày hôm nay à sớm đã làm từ đâu rồi đây là lô ấn lô ấn ấn ký được khắc trong linh hồn của thần cùng kẻ bị khắc ấn ký sẽ không bao giờ được chống lại chủ nhân đương nhiên loại ấn ký này chỉ có thể khắc sâu dưới tình huống hai bên đều tự nguyện sự lựa chọn của huynh khiến ta rất là bất ngờ tôi vốn tưởng rằng huynh là loại người thà chết cứ không khuất phục đang chuẩn bị vì tôn trọng huynh mà tha cho huynh một mạng ta có một muội 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 khi còn bé bị nêu đầy hạ giới ta thề nhất định là phải đem muội muội mang về tiên vực thế nên ta không thể chết ơi hạ giới rào cản giữa kiều thiên thập địa cũng chẳng dễ dàng phá vỡ như vậy nếu như ngươi gánh bác chuyện quan trọng như vậy, tại sao phải chạy tới đây gây chuyện với ta? Ngươi trở lên như thế này chỉ là vì những mâu thuẫn nóng này không đáng có. Điều này có xứng đáng với muội muội của ngươi hay không? Có thời gian như vậy thì sao không đi tu luyện? Trong khi ngươi đi gây chuyện với ta, muội muội có thể đang phải chịu đựng nhiều khổ cực đấy. Là bởi... Khóc rồi sao? Ấy, các ngươi nghe nói hay chưa? Là chuyện của quân gia lội đấu phải không? Tự tử của quân gia đó ác thần lại ép mình làm nô lệ tộc huynh của mình. Ta nghe nói là quân vạn kiếp đó bị khiêu chiến trước. Trong thế đại tranh này, nếu không ác sao có thể liều qua một con đường đế? Nếu ta là thần tử của quân gia nhất định là sẽ giết tên dám gây trúng với ta. Được rồi, chỉ với cầu đừng nói thần tử của quân gia. Ngay cả quân vạn kiếp bị đánh đó sách dép cũng không xứng. Thần tử đã nhận. Làm gì, đâu phải ta muốn làm chuyện lớn. Đây chẳng phải là vì muốn giúp cho chuyện kiếm tộc quanh ra mặt hay sao? Ấy, là lỡ của ta. Ta không phải trách người chỉ nà. Làm thành nhã cũng được, quân vạn kiếp cũng tốt. Thành nhờ lần nào người xử lý mọi chuyện này. Cũng hơi dơ cao buông khẽ rồi. Đang dạy dỗ thần tử không hổ là linh nùng. Cho nên, cô muốn ta giết quân vạn kiếp. Thứ ta nói thẳng. Thái độ của người xử lý nam thanh nhã và quân vạn kiếp không nghi ngờ gì nà đang truyền đàn thông tin này cho người khác Thần tử của quân gia là người nhân từ, Cho dù nà chọc phải hắn cũng không có gì Ít nhất là không chơi chết Nếu may mắn còn có thể nhận được Bảo vệ và tài nguyên của hắn Sau này người cố ý đến chọc người Chỉ e là sẽ càng lúc càng nhiều Ta cũng không phải ai cũng thù Tiểu tử da đen đó chẳng phải là đã giải quyết rồi sao Nhưng Bỏ đi tiểu linh tử Ta kể cho cô nghe một câu chuyện Lúc trước có một thiếu niên từ nhỏ không cha không mẹ được một tên mù xem bó nhận nuôi cả đời cũng cả đời cùng khổ cô đơn điều ra mà con này đắc tội với thần tiên nào vậy gì đừng nhắc nữa có hai tên ngốc xuống sông bơi đuối nước con kéo họ lên kết quả hai tên xúc sinh này khăng khăng nói con đã đẩy họ xuống hại con bị đánh một trận tức chết ta rồi vậy à con rất nào ủy khuất có thể không ủy khuất hay sao hai tên xúc sinh đó chỉ thấy con dễ ăn hiếp mới dám nói như vậy con cảm thấy chỉ cần con có thân phận cao quý thì hai đứa trẻ đó sẽ không nói dối. Không. Con cảm thấy họ vẫn sẽ nói dối. Thậm chí còn nghĩ cách mà. Còn nghĩ cách ăn của một ăn của con một số tiền nữa. Vậy lần sau gặp lại chuyện này. Con còn đi cứu người hay không? Đại khái là vẫn còn chăng? Con không quan tâm sống chết của mấy tên xúc sinh đó. Hôm nào họ ở chỗ của con không nhìn thấy bị đâm chết. Con sẽ vỗ tay nói hay. Chỉ là nếu ở trước mặt của con vẫn không thể không no làm vậy có thà khiến cho có thể khiến cho con cảm thấy an tâm vậy thì được rồi thuận theo lộ tâm của mình hành động là được con người thường hay gọi đây là tiêu giàu cuối cùng sẽ có một ngày con con sẽ vì vậy mà mà được ông trời yêu thương đứng trên đỉnh thế giới người đang an ủi con sao không lẽ ngài muốn nói thiếu niên đó chính là ngài ai mà biết tiểu ninh tử bọn người nam thanh nhã quân vạn kiếp cho dù ta giết sạch bọn họ tên ngốc khiêu chiến ta cũng sẽ không ít đi đây là thế đại tranh thiên kiêu lỗi giấy trừ vương xưng bá ai nại vì cô giết mấy người mà sợ cô phục cô ta giữ lại một mạng cổ bọn họ không phải là vì ta lương tiện, lương thiện nhân từ mà là vì ta làm như vậy rất sướng vô cùng sung sướng ta tên là tiêu dao nếu chuyện nhỏ gì cũng phải suy nghĩ đến ý nghĩ của người khác vậy còn tiêu dao gì chứ Ôi trời, thần tử đẹp trai quá đi. Ta hiểu rồi. Mọi chuyện theo ý của người. Quân tiêu dao. Tộc huynh tộc tỷ đáng trị thương. Ngự tam gia, ba đại hoàng cổ thế gia danh vọng nhất của hoàng thiên đế vực quân gia nằm trong top 10 từ thế hệ này đến thế hệ khác nhân tài xuất hiện hương gia có tiên thiên đạo thầy, nguyên linh đạo thể và vô số thiên tài đỉnh cấp diệp gia kiếm ma chuyển thế diệp cô thần cùng thế hệ không ai có thể vượt qua lam thiên thành mọi người nghe nói chuyện của thần tử quân gia hay chưa chỉ có thể nói là không hổ là ngự tam gia chi đạo nói đến ngự tam gia Cơ huynh, cơ gia các huynh năm đó Cũng từng đứng hàng ngũ Cũng từng đứng hàng ngũ một trong, Ngự tam gia đúng không Chuyện cũ mà thôi Ai không biết cơ gia ta sớm đã xa suốt rồi Tiểu Thánh Nhân Thư Viện Thánh Ninh cơ huyền Cơ huynh không cần phải khiêm tốn Huynh tốt xấu gì cũng có danh hiệu Tiểu Thánh Nhân Càng là thánh tử của Thư Viện Thánh Ninh Ta thấy huynh cũng không thua kém gì quân gia Đúng rồi Ta nhớ cơ huynh còn từng đánh bại quân gia Chỉ là dựa vào cảnh giới thắng hiểm và chiêu mà thôi, tính là gì chứ? Cơ huynh vẫn như mọi khi là một quân tử tuấn tú, không hổ danh là hào tiểu thánh nhân. Chưa bị quá khen rồi. Một đám ngu xuẩn. Muốn ta tranh phong với quân gia, coi ta là ngốc hay sao? Hơn nữa, ta được gọi là tiểu thánh nhân, không liên quan gì đến phẩm hành. Quân tiêu giao, có thể tránh thì tránh. Hắn không phải là mục tiêu lần này của mình. Bí mật của nguyên thiên chí tôn và thứ đó, chỉ cần lấy được, mình có thể ở đỉnh phong của thế hệ trẻ lúc này sao phải để ý đến ngự gia tam gì đó ngự tam gia gì đó thái hoang xâm lầm bí tàng của nguyên thiên trí tôn dường như là có chút không đúng là đạo nhân của đạo cực thiên tông hắc khí này có cảm giác có chút giống với vật chất hắc ám của dị vật có chút tương tự nhưng mà còn xa mới có thể so sánh với vật chất khắc ám thật sự trưởng não của cơ gia trưởng não của quân gia quân gia các người nếu như sợ có thể làm con rùa rụt cổ thế nào con cá trạch ra xanh nhà người có muốn theo gót con cá trạch đen kia hay không hả người nói cái gì trưởng não của thanh long được rồi bây giờ không phải là lúc hai vị tranh luận vấn đề bây giờ là lịch nguyện lần này có phải là vẫn tiếp tục hay không trưởng não của khương gia đương nhiên là phải tiếp tục nếu như gặp được một chút khó khăn miền rút lui vậy sau này đến độ mở ra những thiên kiêu này cũng không cần phải tham gia nữa cũng phải cuối cùng cũng bắt đầu rồi là cổ thánh binh của quân gia chúng ta qua thiên kính ngay mặt kính này có thể phán chiếu thiên địa các trường não sẽ thông qua kính này để quan sát biểu hiện của chúng ta ở bên trong bí tàng Chư vì Lần này bí tàng của Nguyên Thiên Trí Tôn mở ra Bất thủ đạo thống phong ấn thiên địa Tu sĩ thế hệ trước không được phép tiến vào Lần này bí tàng hung hiểm vạn phần Người thực lực yếu biết khó mà nuôi Còn có thể giữ lại tính mạng Bây giờ Bí tàng mở ra Xuất phát Vâng để hoàn tiền vực này. Kiến thức thử thực lực của thế hệ trẻ quân gia đi. Xong nên. Dành trước đi vào bí tàng. Mẹ nó, Tình huống gì vậy? Là Linh Châu của Khương Già. Nếu tiếp tục như vậy sẽ bị bọn họ giành trước. Mấy đại gia tộc đáng ghét này. Xem pháp báo. Tốt. Chính là như vậy đánh bọn họ xuống đi. Giờ. Yeah. Đây không phải là gì nhỏ hay sao? Người là Tiêu Giao. Thanh Châu Khương gia Khương Thánh Nhì Có cần giúp đỡ hay không? Tiểu Ninh Tử mở đường Đường Wow 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 Cầm hố dành là linh nung nho nhã Tự liệt thứ 10 quân trượng kiếm Tự liệt thứ 7 quân tuyết hoàng tự liệt thứ năm quân vạn kiếp ba vị tự liệt 10 tuổi tham gia tham, tham dự vào yến tiệc lại đi theo phía sau hắn xem ra đứa cháu trai này của mình đại thế sơ thành rồi không hay là quỷ diện nhân hồng thứ này ra thô thịt dày tương đương là một tu sĩ thần kiêu cảnh đại hậu kỳ hơn nữa tên này nhìn có gì đó sai sai giống như là rơi vào trạng thái cuồng bào. Thần kiêu cảnh đại hậu kỳ, có chút thú vị. Giờ, tiểu linh tử, cần giúp đỡ hay không, bất cứ lúc nào ta cũng có thể đến cứu người. Cảm ơn ý tốt của thần tử. Không cần đâu, một kích đã đánh ngã quỷ diện nhân hùng cô nương kỳ là ai vậy hình như là thị nữ của thần tớ quân gia chỉ là một thị nữ mà đã mạnh như vậy sao đây chính là thực lực của người đứng đầu ngự tam gia sao tiểu thánh nhân của cơ gia cũng không thể nào xem thường được nghe nói tay trái cô hắn đã cho một cái xương tay của tiểu thánh nhân ta thấy mờ mờ có chút dáng vẻ vô địch trời đã các người nhìn bên kia đi người kia là ai vậy các người quen không không quen e rằng là hắc mỡ trong tản tù lần này bí tàng của nguyên thiên trí tôi mở ra thật không biết bảo vật bên trong cuối cùng sẽ rơi vào trong nhà nào Thêm có người quen đến rồi Ừ, có người quen đến à? Thành tử cũng có. Cũng có người quen đến đây hay sao? Cũng. Ta và tiểu tử gì? Phục màu vàng bên kia có chút xích mích. Tiểu tử đó tên là Cơ Huyền. Bởi vì đã dung hợp một đoạn xương tay của Thánh Nhân Vương nên được gọi là Tiểu Thánh Nhân. Hắn đã từng giao thủ với ta. Tiểu tử này lúc đó dựa vào cảnh giới tu vi cao hơn ta thắng ta lửa chiều. Sau đó, khắp nơi đều tuyên truyền rằng mình đã thắng quân gia mình đã thắng quân gia thứ tự. Điều đáng tức nhất là tiểu tử này luôn bộ dạng khiêm tốn giả mạo, thật sự là kinh tởm. Vậy thì, đợi tiến vào bí cảnh trí tồn, Tộc Huynh có thể tìm lại đất diễn của bản thân chứ? Đương nhiên. Quân tiêu giao, ta sẽ khiến người trả giá lớn. chúng ta đến rồi bí cảnh của nguyên thiên trí tôn hắn ở trong khe nứt bên dưới sương mù màu đen này khiến ta rất là khó chịu bí cảnh có lẽ là đang xảy ra dị biến nào đó sương mù đang áp chế nội tức của chúng ta chú ý vận công đối kháng dù sao có sao vì sao ta không cảm thấy quang cổ thánh thể trí cương trí dương ta ác bất xâm đương nhiên sẽ có sức chống chịu sự ô uế này hơn bọn ta là như vậy sao? Cẩn thận một chút, có ma thú đang đến. Là, là thái cổ thị trùng ác ma viên quy nhất cánh. Mau, mau bảo vệ đại tiểu thư. Thần kiều đại thành, linh nhục tương hợp, hoàn toàn quy nhất. Gặp phải thái cổ thị trùng quy nhất cảnh này, thần tử của quân gia các người sợ là có rắc rối rồi vậy thì chưa biết được các hà tốt nhất là đừng xem thường đại tử của quân gia ta húc nhật kiểu kiếm băng thiên nôi niên thần tử giúp sinh này hình như là muốn ngăn cản chúng ta đến gần bí cảnh vậy thì khiến nó đến từ đâu quay về đó đi bình phạt quyết giải quyết rồi sao chưa tộc huỳnh tộc tý các người nuôi ra sau thần tượng chấn ngục kình minh thần thủ hộ kết thúc rồi Nhân vương ấn Trời ơi Cuồng bào ác ma Cuồng bào ác ma viên quy nhất cảnh Nói giết na giết Đây nè Thần tử của Hoàng Châu quân gia quân tiêu giao Người chính là quân tiêu giao Lòng tộc Hay Tên này là do người đánh bại hay sao Người này, Tổ lòng sao thương lòng tộc Long Bích Trì Cha mẹ của người Ghét ngươi đến mức nào mới đặt cho người cái tên như vậy Sao vậy Ya Bích Nhìn chúng tiểu tử này rồi sao Có thể chiến thắng cuồng ma hóa thái cổ dị chủng quy nhất cảnh Thật sự là không tệ Chàng trai trẻ của nhân tộc Thực lực của người rất mạnh Có tư cách đi theo bán tôn Sư tử chín đầu ngô mèo đần nhân tộc có cơ cách gì có tư cách gì mà đi theo họ chỉ xứng trở thành máu thực mà thôi thôn thiên tước thái cổ thủ tộc các người đều ngu ngốc như vậy sao thật sự phần lớn đầu nào bọn ngu giống với nhân tộc các người lại dám nói bản tôn là đồ ngu tìm chết hả Cái gì? Gà khách người có được không vậy? Tiểu tử này thậm chí còn không dùng tay sao? ngậm mõm lại đi con mèo đần nhà người. Tiêu dao đừng nam càn. Sư tử chính đầu là hậu duệ của kiểu ninh nguyên thánh. Thôn thiên tước nhất tông thích ăn máu thịt của nhân tộc. Bất luận là bên nào cũng đều là trùng tông thái cổ can quét tám phường. Một mình người đối chiến với họ quá là nguy hiểm. Dì nhỏ, dì quá căng thẳng rồi. Hai con xúc sinh này có gì mà ghê gớm? nhân tộc người quá điên cuồng và ngang ngược rồi ăn thêm một chiều này của ta đây người đâu thối quá đi rốt cuộc là người đã từng ăn bao nhiêu người rồi hở để tự nhiên lạnh quá đi này đại sư tử ta thấy thực lực của ngươi cũng mạnh hơn con gà quay kia một chút ngươi có tư cách làm vật cưỡi của bốn thần tử ngoan ngoãn quỳ xuống ta sẽ tha cho ngươi một mạng mình sợ rồi đường đường là sau cửa là sau kiểu linh nguyên thánh vậy mà lại sợ một tiểu tử của nhân tộc người và con gà kia không giống nhau mặc dù rất nào uy phong trên người lại không cảm nhận được huyết sát khí người không phải là loại dựa vào ăn người để tăng tiến tu vi cho nên ta có thể cho người một cơ hội trở thành vật cưỡi của bốn thần tử trung thành với ta thật đúng là sĩ nhục đây đây chính là tiếng cao sơ tử Sơ tử chính tông hay sao quy mãnh thật đúng là điên rồi đây căn bản không phải là chiến đấu giữa thần kiêu cảnh vốn có muốn đánh thì đánh kiểu đầu sư tuyệt đối là sẽ không nằm lâu lẻ quá nhìn là rất mạnh lại lần nữa người đã dẫm lên mình rồi tổ thượng của tộc sơ tới chính đầu đã từng bị đại đế độ hóa trở thành vật cưỡi của đại đế cho nên bọn họ đem hai chữ vật cưỡi xem là xỉ nhục khắc lên trên huyết mạch đông cực thanh hoa đại đế thượng thông tam thánh hạ triệt cửu tuyền mặc dù là yêu thần nhưng mà trọng tình trọng nghĩa chính là như vậy mới đáng được khen thưởng không được không thể nào phân tâm đại thần thông muốn động thổ thật sao vừa hay đúng với ý của ta thượng thương kiếp Hoàng vô quý sư tử ấn bình phạt quyết chấm Ta hỏi người lại lần nữa, có bằng lòng làm vật cưỡi của ta hay không? Quả Quản Quản cơm không Làm món ăn một món canh, bữa nào cũng có thịt Sớm nói là được rồi Sao mà muộn như vậy mới đến đón người ta? Đây xem là giải quyết rồi sao Đấy hóa ra người có tính cách như vậy à À ta đây gọi là kẻ thất thời Mới là chàng tuấn kiện Tiếp theo Người cũng muốn đánh với ta Hả à? à? không phải Tại sao ta phải đánh với người chứ Cũng không phải là loại bạo dâm Không báo thù cho Long Hạo Thiên hay sao Long Hạo Thiên Nhìn màu tóc nào biết ta và hắn không cùng một mạch Đúng rồi, là tự hắn thần kinh chạy tới nhà của người khác khiêu khích không phải hay sao Hắn có một yêu nghiệt đại ca, thành danh vang xa giống như là người Người muốn đánh thì đi mà tìm hắn, ta chỉ là một nông nữ qua đường mà thôi Vậy người chạy đến trước mặt của ta rốt cuộc là muốn làm gì Chỉ là nghe nói quân gia xuất hiện một yêu nghiệt Muốn xem xem trông thế nào, hóa ra cũng chỉ như vậy Chỉ dựa vào mẫu thân giữa tổ long Chỉ dựa vào mâu thuẫn giữa tổ long sao và quân gia ta rất khó tin những gì ngươi nói. Khi tổ nông sao kết thù với quân gia, chúng ta còn chưa ra đời. Kết quả thần tử của quân gia cũng chẳng ra sao. Ta cút ngay đây làm phiền rồi. Đứng lại. Ta không nói sẽ thả ngươi đi. Nói rõ những lời khi lãy đi. Đáng sợ thật đấy. Ta nói không đủ rõ ràng hay sao. Thần tử của quân gia, ngươi và họ. Và cái đám theo đuổi khí tức của khô báo đó là một đám ngu ngốc giống như là linh cầu tụ tập về đây chém giết lẫn nhau. Bản chất không có gì khác biệt. Cho nên ta, ta khá thất vọng đấy, không được hay sao? Người đang khiêu khích ta sao? Nói thật mà thôi. Nhìn có vẻ đã khiến cho người rất là không thoải mái, muốn giết ta rồi sao? Đúng thật là ở trong mắt của các người, ta à, tên là tiên điện, ta à, tên là tên điên gặp người là giết hay sao? Mở ra rồi Cửa cổ trí tôn bí tàng. Cuối cùng cũng mở ra rồi hình như không phải là lúc tiếp tục tranh chấp. Hệ thống không có phản ứng, xem ra phải vào sâu, phải vào sâu trong bí tàng mới có thể đánh dấu. Công tử nên xuất phát rồi. Tộc huynh, tộc tỷ, linh nùng, chúng ta xuất phát. Vâng. Bí tàng dị biến, đại tử bình thường có cương ra ở bên ngoài đợi lệnh. Vâng. Nguyên thiên trí tôn bí tàng Nguyên thiên trí tôn bí tàng Nguyên thiên trí tôn bí tàng Là ta tới trước Kẻ cán ta phải chết Cút ra, đi chết đi Bí tàng là của ta Đúng là điều mạng Hà à, tất phải như vậy chứ Thuận tiện giúp họ một tay vậy Chuyện gì vậy? Hôm nay khách đã đầy, xin các vị về trò. Vãi trưởng, á điên đó. Đã chặn cửa vào rồi, đáng chết, mau đào ra. Ừ, tộc não của quần già. Tổ đồng sao chúng ta xuất hiện một tiểu nhà đầu thú vị như vậy từ khi nào? Vì chúng ta đã từng cảnh báo với những thanh niên rằng Mỹ tàng lần này cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà những tiểu quỷ bị dục vọng làm cho mê muội này Căn bán không biết lời cảnh báo của chúng ta có ý nghĩa gì Bên trong bí tàng là gì? Bên trong bí tàng là như vậy à? Sương mù đục ở bên trong rất dày Hít thở thật là khó chịu Này, người sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ê, người đang làm cái gì vậy? Tình huống gì vậy? Những người này đều bị điên rồi sao? Đỡ ngư! Đám này là ta khí nhập thể Tinh thần đã hỗn loạn rồi Hết cách Chỉ có thể giết bọn họ Không chịu được Bản lĩnh không đủ mà còn dám xông vào đây Đám người này cho rằng là đến để du xuân hay sao? Là quân tiêu giao. Cẩn thận một chút, đừng chọc đến hắn. Thành tử của quân ta, người và bọn họ bản chất không có gì khác biệt, thì ra là như vậy, ý này nè. Chỉ cần ta biểu hiện chút, chỉ cần ta biểu hiện một chút mang tính công kích. Theo như những người này mà thấy, ta chính là một tên điên thấy người nào giết giống như bọn họ. Vậy thì cút đi. Cảm giác làm người xấu quả nhìn là rất sướng. ờ à, trong bí tàng này có để danh lớn như vậy sao? Xem ra ở đây đã xảy ra một trận tàn sát rồi. Cổ hai hơi thở mạnh phân biệt đi về hai hướng. Có lẽ là Tiêu Trần và Tiểu Thánh Nhân cơ huyền kia trượng kiếm tộc huynh không phải huynh muốn tìm tiểu thánh nhân kia lấy lại danh dự hay sao hắn đi về phía bên kia rồi công tử ta đi rồi sẽ về tuyết hoàng tộc tý trường kiếm tộc huynh kích động sẽ dẫn sẽ dễ phẫn nộ một mình đấu với cơ huyền nghe rằng sẽ chịu thiệt thòi làm phiền tỷ tỷ âm thầm đi theo sau đi theo sau của huynh ấy gặp chuyện không cần phải chống lại, trực tiếp truyền năm cho ta. Hiểu rồi. Vạn kiếp tộc huynh, ta cũng có chuyện muốn nhờ huynh đây. Công tử sao phải khách giáo như vậy? Ta đã là nô lệ của người rồi, bắt nên trực tiếp dặn dò đi. Huynh và Linh Nông cùng nhau đi bên đó đuổi theo người kia. Linh Nông nhận ra tiểu tử thối kia, À Không lẽ nào là Chính là tiểu tử thối kìa Dù sao cũng phải lấy chút quà về cho tỉ muội của người Được Thế thì xuất phát Ủa Sao đột nhiên chỉ còn lại hai người chúng ta Mặc dù là cháu trai Nhưng mà mình và hắn cơ bản Không có giao lưu gì cả Chàng trai trẻ tuổi này có hứng thú với chủ đề gì vậy nhỉ? Nhưng mà trên đường đi này, sao nhìn không giống như là đứa trẻ 10 tuổi vậy nhỉ? Dì nhỏ, chúng ta đi vào trong địa cung này đi, xem thử có thể gặp được cơ duyên gì hay không. Ừm. Hoàng Thiên Tiên Vân, chúng sinh, tại sao tu hành? vì danh, vì lợi, vì để trở thành đại đế vô thường. Hoặc là chỉ đơn thuần không muốn bị người khác dẫm giữ chân, chịu sỉ nhục của người khác Vì mục đích của bản thân Mỗi một vị tu sĩ đều phải dốc hết toàn lực thậm chí là rơi vào điên cuồng Nhưng mà trong quy cũng có vài người là, là ngoại lệ Phát tài rồi Đây chính là chí tôn tổ long cốt ở trong truyền thuyết tiêu trần ta sắp phát tài rồi thật không chịu nổi sao lại có hưng phấn với xương cổ lão tổ tông nhà khắc thành như vậy mẹ nào là một tên biến thái